Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi đối diện với hình phạt nào? Đi đón nhầm trẻ ở trường mầm non bị theo dệt thành bắt cóc trẻ em. Phụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu, 48 nạn nhân, 19 ca nhập viện. Cậu IT từng trợ giúp bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án. Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng đạn chùm tấn công làng ở biên giới. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở thành phố Tân An, Long An, ngày 3 tháng 10, công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, thường trú xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, về hành vi bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc. Được biết, sau khi nhận được 1 tỷ đồng từ gia đình bé gái, Sơn mua vé xe giường nằm xe khách Vương Trang từ bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức đi Đà Lạt. Anh ta đem theo chai thuốc trừ sâu để lỡ bị bắt sẽ quyên sinh. Theo các chuyên gia luật, hành vi của nghi phạm bắt cóc cháu bé gái 3 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản là liều lĩnh, coi thường pháp luật, thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại Điều 169 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Trong vụ án này, mặc dù nghi phạm chưa xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của cháu bé, nhưng hành vi cũng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng cho cộng đồng, nên kẻ bắt cóc này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Thông tin bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long xác minh là tin giả, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Bà Phan Thị Hải Hường, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, khoảng 18 giờ 10 phút ngày 2 tháng 10, Công an phường Tuần Châu nhận được tin báo của người dân về trường hợp có cháu bé NQL, tên viết tắt 3 tuổi, học tại trường mầm non Tuần Châu chưa thấy về nhà. Các lực lượng chức năng, nhà trường cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm và thấy cháu NQL tại gia đình một phụ huynh cùng trường 1 giờ sau đó. Qua xác minh, việc mất tích của cháu NQL là do một phụ huynh tại trường mầm non Tuần Châu nhờ người quen đi đón con của mình. Tuy nhiên vì không biết mặt nên người được nhờ đã đón nhầm cháu cùng tên NQL về nhà mình. Công an phường Tuần Châu đã vào cuộc làm rõ sự việc và khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em hay dấu hiệu hình sự nào khác. Tuy nhiên, ngay từ chiều 2 tháng 10, một số tài khoản mạng xã hội chưa kiểm chứng thông tin đã lan truyền tin giả lên mạng xã hội và cho rằng vụ việc trên là bắt cóc đòi tiền chuộc. Có tài khoản còn phóng đại lên rằng đối tượng đòi 15 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu về số nạn nhân liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc sau khi ăn bánh phát tại một chương trình mừng Trung thu diễn ra vào ngày 29 tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến 14 giờ ngày 3 tháng 10, cơ quan chức năng đã ghi nhận 48 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Trong số này, có 19 người đã nhập viện. Hiện tại, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và cơ quan công an đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất bánh để điều tra nguyên nhân sự việc. Riêng trường hợp cháu bé 6 tuổi không qua khỏi trong vụ việc, trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ, bánh su kem do gia đình đem về không giữ lạnh để qua đêm trước khi bé ăn và xảy ra chuyện thương tâm. Bệnh nhi này cũng có nhiều bệnh nền. Trước đó, trong các ngày mùng 1 tháng 10 và mùng 2 tháng 10, nhiều trường hợp có triệu chứng bất thường đã lần lượt đến điều trị nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Từ sáng mùng 3 tháng 10, cơ quan công an đã đến đơn vị này để lấy lời khai những người liên quan. Nguồn tin tại ngành y tế thành phố Thủ Đức nhận định, hãng sản xuất bánh su kem mà các nạn nhân đã ăn là một đơn vị uy tín làm bánh chất lượng có tiếng nhiều năm. Do đó, phải đợi kết quả điều tra mới kết luận được có việc ngộ độc thực phẩm do ăn bánh hay không. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Hồi đầu năm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt Nhâm Hoàng Khang mức án 10 năm tù về tội danh trên, cho rằng phán quyết trên là quá nặng, anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hồ sơ vụ án, Khang là người có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin nên đã phát hiện các lỗi bảo mật trên một trang mạng sàn T-Rex của ông Vũ Ngọc Châu. Để chiếm đoạt tài sản của ông Châu, Khang lấy thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex rồi nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công sập sàn. Liên tục bị uy hiếp, ông Châu nhiều lần chuyển cho Khang tổng cộng 291 triệu đồng. Sau đó, ông Châu có đơn tố cáo hành vi của Nhâm Hoàng Khang tới Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an. Nhâm Hoàng Khang còn được biết đến với biệt danh Cậu IT, một biệt danh mà CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng từng gọi. Nhâm Hoàng Khang từng khoe có mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng.
Theo anh này chia sẻ, nhằm tìm được người đứng sau Facebook vô thường, thường xuyên bình luận bôi nhọ, công kích bà Nguyễn Phương Hằng, anh đã nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng từ CEO Đại Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Coi-nu đã tiến vào vùng phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo đến 13 giờ ngày 4 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng phía đông nam Đài Loan, Trung Quốc. Đến ngày 5 tháng 10, bão vào Biển Đông và suy yếu dần, cường độ bão cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, chịu ảnh hưởng của bão Coi-nu, dự báo trên biển có gió mạnh. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mùng 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ đêm mùng 4 tháng 10, mạnh lên cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6 đến 8 mét. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra làm rõ và xác minh danh tính nữ giới tử vong dưới sông trên địa bàn. Vụ việc được người dân phát hiện vào trưa 3 tháng 10 dưới vòi sông ngay khu dân cư Bắc Rạch Chiếc và trình báo lực lượng chức năng ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 25 đến 30 tuổi, trên người mặc áo thun, quần dài màu đen. Công an thành phố Thủ Đức sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an thị trấn Thuận Nam phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang tiếp tục truy xét, triệu tập khoảng 6 thanh niên trong vụ hẹn nhau hỗn chiến bằng bom xăng. Trước đó, lực lượng cảnh sát đã tổ chức mật phục và phát hiện khoảng hơn 10 thanh niên mang theo dao phóng lợn, đao, kiếm, bom xăng, chuẩn bị hỗn chiến nên nổ súng trấn áp, bắt giữ 5 thanh niên cùng tang vật gồm 4 cây dao phóng lợn, 1 chĩa sắt, 1 dao bấm, 3 mã tấu và 9 chai bom xăng. Nhóm này được xác định do Nguyễn Văn Tuấn, 20 tuổi ở Tân Thuận, Hàm Thuận cầm đầu và các thanh niên tham gia có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. Được biết, nhóm thanh thiếu niên này có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam do chạy mô tô nẹt vô trước mặt nhau nên hẹn nhau ra để giải quyết. Lực lượng đồn biên phòng xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và ngư dân địa phương vừa cứu thành công 15 ngư dân bị chìm tàu trên biển. Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, tàu cá của ngư dân Kiên Giang bị chìm trong lúc đánh bắt cá do mưa to sóng lớn. Vị trí tàu bị chìm cách cửa biển Khánh Hội khoảng 8 hải lý. Thuyền trưởng của tàu là ông Danh Nam, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang đã cầu cứu các ngành chức năng. Tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng Khánh Hội đã cử lực lượng huy động tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm. Đến 21 giờ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu vớt các ngư dân lên tàu an toàn. Ngư dân Danh Sóc Kha bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị sau khi được sơ cứu ban đầu. Chiều qua mùng 3 tháng 10, một nam thanh niên đang lái xe điện chạy trên đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh thì xe bất ngờ bốc khói. Nam thanh niên vội lái xe dừng sát lề đường kiểm tra. Lúc này, lửa bùng lên dữ dội. Người dân địa phương đã huy động khoảng 10 bình chữa cháy mini xịt nhưng không khống chế được hỏa hoạn. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy được huy động đến dập lửa thì đám cháy mới được dập tắt. Vụ việc khiến xe bị cháy trơ khung, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã xử lý hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Bình Định đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy tìm thủ phạm vụ trộm 142 chỉ vàng xảy ra tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước. Trước đó, trưa 1 tháng 10, bà Lê Thị Xê ở xã Phước Quang đi đám cưới về nhà thì phát hiện kẻ gian đã cậy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm 142 chỉ vàng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Hiện trường vụ trộm cho thấy kẻ gian cậy cửa sau rồi đột nhập vào bên trong căn nhà. Các đơn vị điều tra đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, nhưng đến chiều 3 tháng 10 vẫn chưa xác định rõ đối tượng. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga vừa lên tiếng cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng đạn chùm để tấn công làng Klimovo ở biên giới giữa hai nước. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong. Tuy nhiên, một số tòa nhà và nhà dân bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường trong khi giới chức trách địa phương tiếp tục đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công. Ukraine chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên. Bom đạn chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ xịt nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây ra nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập kỷ sau đó. Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Mỹ đã viện trợ bom đạn chùm cho Ukraine. Song Kiev cam kết không sử dụng vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga hay sử dụng ở các khu dân cư.
chiều qua 3 tháng 10, một vụ xả súng đã xảy ra ở trung tâm mua sắm Siam Paragon ở trung tâm Bangkok, Thái Lan. Tay súng được cho là trẻ vị thành niên 14 tuổi và đã bị cảnh sát bắt. Tin tức về vụ việc lần đầu tiên lan truyền trên mạng xã hội. Người dùng chia sẻ đoạn phim về đám đông người mua sắm chạy ra khỏi trung tâm mua sắm. Một số người cũng cho biết họ nghe thấy tiếng súng. Ban đầu sau khi xả súng, nghi phạm vẫn còn ở trong tòa nhà. Báo cáo ban đầu cho biết, thấy tiếng súng phát ra từ một nhà vệ sinh ở tầng trệt của trung tâm mua sắm. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói rằng, ông đã biết tin về vụ xả súng và đang theo dõi chặt. Khi được hỏi về lịch trình dự một sự kiện tại tầng 4 của trung tâm Siam Paragon vào ngày mai 4 tháng 10, ông Srettha Thavisin cho biết ông vẫn sẽ đến dự. Bangkok Post đưa tin tổng cộng có hơn 10 tiếng súng. Số người bị thương theo Bangkok Post là 5 người. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố giải Nobel Vật lý năm 2023 thuộc về ba nhà khoa học Pierre Agostini Mỹ, Ferenc Krauss Đức và Anne Luilier Thụy Điển về các phương pháp thí nghiệm tạo ra các xung ánh sáng (attosecond) để nghiên cứu động lực học điện tử trong vật liệu. Ba người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2023 được công nhận cho các thí nghiệm của họ mang lại cho nhân loại những công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong nguyên tử và phân tử. Họ đã chứng minh được một phương pháp tạo ra những xung ánh sáng cực ngắn có thể dùng để đo những quá trình diễn ra cực nhanh, trong đó các electron chuyển động hoặc thay đổi năng lượng. Đây là giải thưởng thứ hai được công bố vào mùa giải Nobel năm 2023 và giải Nobel Vật lý thứ 17 kể từ năm 1901. Dữ liệu chính thức cho thấy ít nhất 1.017 người đã tử vong do sốt xuất huyết trong 9 tháng đầu năm 2023 và gần 209.000 người bị nhiễm bệnh tại Bangladesh, khiến đây trở thành đợt bùng phát căn bệnh do mũi truyền tồi tệ nhất được ghi nhận ở nước này kể từ đợt dịch đầu tiên được ghi nhận vào năm 2000. Trong số những người thiệt mạng, có 112 trẻ em trong độ tuổi dưới 15, bao gồm cả trẻ sơ sinh. Các bệnh viện ở Bangladesh đang chật kín chỗ cho bệnh nhân khi dịch sốt xuất huyết lây lan nhanh chóng ở quốc gia Nam Á đông dân này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo rằng bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác do virus lây truyền qua mũi gây ra như chikungunya, sốt vàng da và virus Zika đang lây lan nhanh hơn và xa hơn do biến đổi khí hậu, không có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh sốt xuất huyết. Bệnh thường diễn ra ở khu vực Nam Á trong mùa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 do mũi Aedes aegypti lây lan bệnh phát triển mạnh ở vùng nước tù động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!